Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, từ ngày 20 tháng 8 đến 30 tháng 8, Long An tổ chức hỗ trợ cho công nhân lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ là 5 kg gạo và 100.000 đồng tiền mặt cho mỗi người. Trong chu kỳ giãn cách lần thứ nhất, Long An đã thực hiện xong việc chi hỗ trợ với tổng mức chi là 181 tỷ đồng cho hơn 365.000 người thuộc các nhóm đối tượng. Trong đó hỗ trợ trực tiếp cho hơn 70.000 người lao động với số tiền trên 88 tỷ đồng. Cùng với đó, Long An tiếp tục chi hỗ trợ theo chu kỳ giãn cách lần thứ hai cho 9 nhóm đối tượng theo nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Với sự trợ giúp kịp thời này sẽ giúp cho công nhân, người lao động khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo an tâm thực hiện ai ở đâu ở đó, góp phần nhanh chóng đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh. Long An hiện có 161.000 công nhân đang sinh sống tại các khu nhà trọ đang gặp khó khăn. Để người dân xa quê không thiếu ăn, Long An đang tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ để bà con ở yên tại chỗ đến khi dịch bệnh được kiểm soát.